Hello mọi người, lại là Trinh đây. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người về chủ đề chăm sóc da. Đúng như lịch hẹn thì 12 giờ trưa hàng ngày, bất kỳ ngày nào có thời gian rảnh mình sẽ gặp gỡ mọi người trên livestream ở Face cá nhân Trinh Nguyễn để chia sẻ với mọi người về các cái cách chăm sóc da tại nhà, các cái công nghệ chăm sóc da tại các spa thẩm mỹ viện mới nhất. Đó. Hello, bạn cung cấp, bạn Thắng nha, lâu lắm rồi không gặp. Dạo này còn làm thẩm mỹ ông em. 12 giờ trưa hàng ngày thì mình sẽ chia sẻ với mọi người về các cách chăm sóc da tại nhà, các cách chăm sóc da mà các thẩm mỹ viện đang áp dụng với những phương pháp mới nhất để mọi người có thể nắm được các cái phương pháp mới trong ngành làm đẹp. Đó, thì mọi người yêu quý có thể ấn like và chia sẻ livestream. Còn nếu muốn một lần đến trải nghiệm miễn phí thử dịch vụ của Eva cũng được, chỉ cần bạn ấn chia sẻ livestream và comment cái dịch vụ mà bạn mong muốn thử, mong muốn được trải nghiệm miễn phí, thì mình sẽ lựa chọn một vài bạn để trải nghiệm dịch vụ miễn phí tại Eva nha. Mình rất là vui và hạnh phúc bởi vì sau livestream ngày hôm qua chia sẻ về các cách để phòng tránh dị ứng da trong mùa hanh khô thì có rất là nhiều phản hồi tích cực của các bạn đã xem livestream, đã comment và gọi điện cho mình hỏi về làm thế nào để da không bị hanh khô, không bị dị ứng. Rồi thậm chí có một số bạn thì có nói là da bạn ấy đã bị dị ứng rồi, vậy thì cách điều trị là gì? Thì hôm nay mình sẽ giải đáp nốt cái phần thắc mắc của các bạn ngày hôm qua. Hello bạn Thanh Tâm, hello bạn Nguyễn Thanh Nghị. Mọi người chia sẻ livestream nha. Hello chị Hà Linh. Chia sẻ livestream nếu thấy cái video ý nghĩa và cần thiết cho bạn cũng như những người bạn của bạn. Khi bạn chia sẻ livestream này thì đồng nghĩa với việc bạn có thể lưu lại những cái kiến thức này khi nào mình dùng đến, mình cần thì mình dùng đến, hoặc bạn bè của bạn nếu ai bị dị ứng hoặc muốn cái làn da đẹp hơn thì cũng có thể nghe cái kiến thức này, họ rất hữu ích cho bản thân họ. Chính vì vậy mà cái việc rất là đơn giản là bạn ấn chia sẻ cho tôi livestream này thì nó vừa giúp bạn, giúp những người bạn của bạn và đồng thời cũng giúp tôi để tôi có thể truyền tải những cái thông điệp về cách chăm sóc da đến mọi người nhiều hơn. Đó. Mọi người có thể comment bất kỳ điều gì trong lúc mà tôi chia sẻ livestream, có thể là hỏi về cách chăm sóc da hay hỏi về các dịch vụ của spa, hay bạn có thể hỏi bất kỳ điều gì mà trong khả năng tôi biết, tôi cũng đều sẽ trả lời. Sau đây tôi xin tiếp tục chia sẻ với mọi người về một câu hỏi của một bạn trẻ hôm qua có hỏi tôi, đó là bạn ấy hỏi là bạn ấy mới thay đổi môi trường sống, thì bạn bị dị ứng có phải là do nguồn nước hay do nguyên nhân vì sao mà bạn lại bị dị ứng là da bạn ấy bị mẩn đỏ hết, bị mẩn đỏ và lên từng cái hạt và rất là ngứa khó chịu, và cách để có thể chữa, cách để có thể hết được cái dị ứng đấy là gì? Đó là câu hỏi. Ai đó có thể comment giúp tôi cái câu hỏi được không ạ? Câu hỏi của bạn ấy đó là bạn ấy thay đổi môi trường sống và bạn ấy bị dị ứng toàn thân, mẩn ngứa khắp người, và cách để điều trị khi bị dị ứng rồi là gì? Ngày hôm qua thì tôi có chia sẻ cách để chúng ta phòng chống không bị dị ứng mùa hanh khô, bởi vì mùa hanh khô là một trong số những mùa rất là nhạy cảm cho cái làn da, và nó cũng là một cái mùa mà những cái da yếu nó sẽ không kịp thích ứng với thời tiết, dẫn đến da bị dị ứng rất là nhiều. Thì cách phòng chống nó sẽ dễ hơn là khi bạn chữa, nó sẽ dễ dàng xử lý hơn khi bạn chữa. Vì vậy mà tốt nhất nếu như chúng ta phòng chống rồi, phòng chống được là tốt nhất. Còn nếu mà bị rồi thì chúng ta sẽ tìm cách chữa thôi, đúng không ạ? Để mà chữa da dị ứng thì lời đầu tiên tôi có thể khuyên các bạn đó là dừng tất cả mọi sản phẩm bạn đang sử dụng tại nhà. Ví dụ như là sữa rửa mặt hoặc chống nắng hàng ngày bạn đang dùng rất tốt, không sao. Nhưng khi đã dị ứng thì bạn đừng nghĩ mà là tôi có nhiều khách hàng nói rằng là tôi vẫn đang dùng hàng ngày không vấn đề gì cả thì tôi có tiếp tục sử dụng được không? Thì lời khuyên dành cho các bạn đó là không. Bởi vì khi mà dị ứng thì lúc đó tức là da của các bạn đang bị một cái phản ứng
phản ứng với có thể là nguyên nhân gây thay đổi nguồn nước này, có thể là thay đổi thời tiết mà da chưa kịp kích ứng, và cái phản ứng đấy bạn cảm nhận được luôn, đó là da của chúng ta đỏ lên rồi ngứa khắp mặt chẳng hạn. Đấy, cho nên là trong lúc thời điểm dị ứng như thế thì các cái hóa chất từ sữa rửa mặt hay là kem chống nắng đều không nên sử dụng nha mọi người, đều không nên sử dụng, đều không nên tiếp xúc, vì lúc đấy da của chúng ta rất là yếu. Nếu bạn tiếp tục đưa các cái thành phần chống nắng hay sữa rửa mặt mặc dù vẫn đang dùng quen hàng ngày vào cái vùng da mặt của các bạn thì nó sẽ khiến cho da các bạn càng kích ứng nhiều hơn và sẽ càng đẩy cái tình trạng bị dị ứng lên đỉnh điểm đó. Chào bạn Ngân Đào, hello Minh Trang, hello chị Trần Hương nha, lâu lắm không gặp mọi người. Mọi người yêu quý chia sẻ bài viết đi để mình chia sẻ kiến thức nha. Kiến thức hay mà được nhiều người xem và động viên thì mình sẽ rất thích chia sẻ. Đó, thì cái bước đầu tiên, comment cùng mình nha. Hello bạn Hường Đinh, hello Đỗ Loan. Cái bước đầu tiên mọi người có thể comment xuống cùng mình, đó là dừng tất cả mọi sản phẩm bạn đang sử dụng. Dừng tất cả mọi sản phẩm bạn đang sử dụng, đúng không ạ? Đó. Cách thứ hai đó là trong cái điều kiện bạn không thể đi viện được ngay, đi viện để khám được ngay, thì bạn hãy ra hiệu thuốc gần nhất để có thể mua cái sản phẩm thuốc dị ứng. Thuốc dị ứng trong vòng 2-3 ngày, 2-3 ngày dùng dị ứng thời tiết trong vòng 2-3 ngày, hoặc là thuốc dị ứng có thể là đường bôi hoặc đường uống trong vòng 2-3 ngày để giải quyết cái khẩn cấp ngay. Bởi vì cái dị ứng ấy nó là một trong những bệnh lý khẩn cấp, nếu bạn không xử lý ngay thì cái hiện tượng nó lan rất là nhanh, nó có thể là trong vòng 1-2 ngày thôi, 1-2 ngày nó đã lan khắp người rồi đấy, hoặc là có trường hợp nó còn sưng lên, có trường hợp nó còn mẩn mê khắp người và có thể gây sốc phản vệ. Sốc phản vệ là một cái hiện tượng là gây co giật và ảnh hưởng đến tính mạng, cho nên là mọi người đừng coi thường là dị ứng nó không ảnh hưởng gì, dị ứng nó chỉ là nhẹ, mọi người đừng coi thường mà cái điều đó. Cho nên mình khuyên là mọi người hãy trong trường hợp nhanh nhất có thể hãy đến bệnh viện hoặc nhà thuốc gần nhất để sử dụng cái thuốc dị ứng trong vòng 1-2 ngày. Hello Nguyễn Thị Nhật Lệ, đúng rồi em yêu, dùng tất cả các sản phẩm đang sử dụng. Hello chị Bắp nha. Bao giờ mà khỏe qua em chăm sóc nha chị Hạnh. Đó, đấy là cái cách thứ hai là cần thiết luôn. Cái bước thứ hai mọi người cần phải làm đó là hãy đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám và sử dụng thuốc tránh dị ứng nhanh nhất có thể. Bởi vì chia sẻ với mọi người một cái rất là nguy hiểm trong cái trường hợp để dị ứng lâu, đó là một là bạn có thể bị lan khắp người trong với tốc độ rất nhanh, chỉ 1-2 ngày. Hai là bạn sẽ bị sốc phản vệ, là cái điều không ai mong muốn rồi. Cái thứ ba đó là hậu quả khi với những người mà bị dị ứng, các bạn tự điều trị tại nhà hoặc các bạn cứ để nó tự hết ấy, thì cũng có trong một số trường hợp cũng có. Đúng rồi Nhật Lệ, bước thứ hai đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám. Hello chị Hà Trương nha. Đó, thì cũng có trong một số trường hợp là nó sẽ trường hợp nhẹ thì nó sẽ tự hết, nhưng mọi người sẽ không lường trước được cái hậu quả, đó là nó sẽ gây thâm toàn bộ cái vùng mà bạn bị bẩn đỏ trước đó. Thì cái đấy người ta gọi là tăng sắc tố sau khi viêm, tức là cái vùng các bạn bị dị ứng thì nó bẩn đỏ lên sau khi mà hết dị ứng ngứa ngáy rồi ấy, thì nó sẽ bị thâm toàn bộ cái vùng đấy, và cái điều trị thâm đấy nó sẽ khó hơn ban đầu điều trị dị ứng. Mọi người lưu ý nhớ nha. Mọi người lưu ý nhớ là điều trị cái thâm nó sẽ khó hơn. Mọi người comment là điều trị thâm khó hơn là điều trị dị ứng nha. Hello Nhi Nguyễn. Đó, thì cái điều trị thâm đấy nó rất là điều trị thâm đấy nó rất là phức tạp, thậm chí còn phải laser, thậm chí sẽ điều trị thời gian rất là lâu dài, từ 3 đến 6 tháng. Cho nên là mọi người hãy tốt nhất nếu được thì hãy phòng ngừa dị ứng bằng 4 cách mà video livestream hôm qua mình đã hướng dẫn. Bạn nào chưa xem có thể xem lại livestream hôm qua tại cái trang fanpage cá nhân này, trang cá nhân này của mình, video ngày hôm qua. Đấy, còn nếu như đã dị ứng rồi, có rất là nhiều bạn đấy như inbox với mình là đã dị ứng rồi, cách xử lý như nào, thì đây mình chia sẻ với hai bạn hai bước. Bước thứ một bạn Nhật Lệ đã ghi ở kia, đó là dừng tất cả sản phẩm đang sử dụng. Bước thứ hai là đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám. Và bước thứ ba thì bạn hãy đến những cơ sở về chăm sóc da. Nếu như da bị thâm sạm thì hãy đến những cơ sở về chăm sóc da để có thể có phương pháp phù hợp tẩy da chết hoặc làm sạch cái chỗ vùng thâm sạm đấy đi, thì da bạn sẽ đẹp hơn. Đúng rồi bạn Trần Hương, là điều trị thâm khó hơn điều trị dị ứng. Đúng rồi đấy ạ, bởi vì dị ứng nó mang tính cấp bách, chỉ điều trị trong vòng 1-2 ngày là có thể hết luôn. Nhưng nếu đã để quá rồi,
tầm một tuần trở ra thì cái điều trị thâm nó rất là phức tạp, cho nên là mình phòng ngừa là tốt nhất trong cái điều trị bệnh lý, cũng như là cũng tất cả các bệnh lý cũng thế thôi, mà về da cũng thế. Khi chúng ta phòng ngừa vừa dễ làm mà vừa dễ làm lại vừa dễ thực hiện hơn là bị bệnh, chữa bệnh. Cho nên mọi người hãy chăm sóc da ngay từ lúc mà da chưa bị bệnh lý thì nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Ok rồi ạ. Trên đây mình đã chia sẻ cho mọi người cái cách để chữa dị ứng, chữa khi mà da bị dị ứng. Đó, điều này thì không ai mong muốn nhưng mà sẽ rất nhiều người cần đấy ạ, sẽ rất nhiều người cần, nhất là trong cái thời tiết hanh khô như thế này. Mình đã tiếp nhận ít nhất là vài người tự dưng ở nhà bị dị ứng thôi. Có người nói rằng là chẳng bao giờ bị dị, chẳng bao giờ, ba mươi mấy năm chẳng bao giờ bị dị ứng, tự dưng lại dị ứng. Thì thực ra cái điều này nó hoàn toàn có thể xảy ra, bởi vì theo tuổi tác thì da chúng ta đã lão hóa và không đủ khả năng chống chịu với những cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt, hoặc là thời tiết thay đổi một cách đột ngột, thì cái việc dị ứng da là chuyện hết sức bình thường. Mọi người lúc đấy cần phải bình tĩnh và xử lý một cách hợp lý nhất. Đó, thì đó cũng là một trong số những bí quyết mà giúp cho da bạn phòng ngừa và trở nên đẹp hơn mỗi ngày. Đó. Qua phần chia sẻ vừa rồi thì hy vọng mọi người sẽ cũng sẽ đúc rút cho mình một cái kinh nghiệm để luôn luôn giữ gìn cái làn da đẹp nhất có thể. Hàng ngày thì bất kỳ câu hỏi nào nếu như các bạn ngại hỏi trên livestream hoàn toàn có thể inbox với mình để mình tư vấn trực tiếp, và nó cũng là một cái chủ đề niềm cảm hứng để mình chia sẻ trong video ngày hôm sau, được không ạ? Còn nếu mọi người yêu quý thấy video của mình hữu ích thì hãy ấn chia sẻ video này ở góc trái màn hình, ở góc trái màn hình đó, ấn chia sẻ video nha. Ok, ngày hôm nay buổi sáng nay mình cũng rất vui bởi đã tiếp nhận được 2 ca điều trị nám. Tiếp nhận được 2 ca điều trị nám. Đó, thì mọi người ấn chia sẻ đi, dành 1 phút để ấn chia sẻ, sau đó mình sẽ kể cho mọi người về cách điều trị nám, chia sẻ với mọi người về cách chăm sóc da nám tại nhà nha. Ok. Hello Nhi Nguyễn, dành cho Su lên chơi nha. Ok, thực ra ấy, để mà nói về da nám thì bản thân mình cũng là một người bị nám rất là lâu năm. Và bản thân mình cũng là một người nội tiết đẩy nám lên rất là nhiều. Thời điểm mà bầu và sinh các bé, nhất là bé thứ hai thì nám nổi lên rất là nhiều. Và chúng ta thường sẽ không bao giờ nhận biết được rằng là nám nó xấu cho đến khi mà người khác nói rằng là có người gặp và nói ôi đợt này già thế, đợt này nhiều nám thế, thì lúc đấy chúng ta mới nhìn, chúng ta mới thực sự soi gương và thấy rằng đúng là thời gian nó khiến cho bản thân mình già lên rất là nhiều. Thời gian nó khiến cho các cái vết chân chim đồi mồi rồi nám xuất hiện rất là nhiều, và nó khiến chúng ta mất tự tin hơn rất là nhiều. Thực ra trước khi mà ai đó nói câu đấy thì mình cũng thấy bình thường thôi, rồi mình thấy cũng vẫn ổn. Nhưng khi có một người, một vài người nói với tôi rằng khi mà tôi sinh bầu bé thứ hai ấy, thì nói với tôi rằng là đợt này già thế, với lại tại sao nhiều nám thế, thì lúc đấy tôi mới chợt nhận ra rằng à đúng là mình đã bỏ bê bản thân rất là nhiều. Thì sáng nay cũng có hai khách hàng mới hoàn toàn và đến spa thì nhờ soi da, thì mình cũng hỏi chuyện là tại sao cô lại đi chữa nám, thì cô nói rằng là thực ra là cô vẫn chăm sóc ở nhà rất tốt. Tuy nhiên là khi cô đi họp lớp ấy thì có rất là nhiều người bạn của cô cùng tuổi với cô, có rất là nhiều bạn của cô cùng tuổi với cô mà trẻ hơn cô rất là nhiều, sau một năm không gặp thì trẻ hơn cô rất là nhiều và cô cảm thấy rất là tự ti. Đấy, rất là tự ti, và cô ấy cũng có hỏi các bạn rằng là làm sao để hết nám như thế. Thì các bạn chia sẻ là phải đi làm đẹp, phải chăm sóc. Vào đây gái yêu ơi, vào đây, xinh thế, bầu mà xinh thế, đặt live stream vào đây, ngồi đây, ngồi đây. Ừ, ngồi đây, đặt live stream chia sẻ chăm sóc da. Ừ. Hello mọi người, đây là bạn là Thùy Dung, CEO của công ty marketing nha. Và rất là xinh đẹp, mình rất là ngưỡng mộ là xinh đẹp và năng lượng của bạn ấy. Chào cả nhà. Hôm nay mình đến để chăm sóc, nhờ chị Trinh và Eva Spa chăm sóc cơ thể. Vì thời gian này đang bầu nên là rất là chú ý đến việc dưỡng da thêm. Tuyệt vời luôn. Đã này xinh quá, bầu mà xinh quá mấy tháng rồi.
Em hơi chó lắm. Em tào lắm. Vợ trộm đi. Chắc tới có đi học nữa không? Đợi chị tí nhá, xong rồi chị sẽ đấy thì mình sẽ chia sẻ với mọi người cái câu chuyện của khách hàng chữa nám, và cái câu chuyện này mình sẽ chia sẻ tiếp vào trưa mai hoặc là tối nay mình có thời gian rảnh mình sẽ chia sẻ, nhưng mà hứa, lời hứa thì sẽ 12 giờ trưa mai là chính xác nhất mình sẽ chia sẻ với mọi người về việc làm sao để chữa nám, làm sao để chăm sóc da nám tại nhà đó. Thì chờ đón những cái livestream tiếp theo của mình về chăm sóc da, mọi người chia sẻ livestream giúp để mình có động lực chia sẻ ở những video sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Mình tiếp bạn quý một chút nha. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai.